Tôi xin tuyên bố chính thức long trọng cách băng khánh thành tòa cổng địa ngục sang địa ô khà 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 khà. Ta-da! Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Lemon Key trong phần chơi tiếp theo của Mini World Survival nha. Và trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi xuống lòng đất. Vâng, chúng ta đã xuống được lòng đất rồi. Tập này là tập thứ 6 rồi đúng không nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ đi xuống lòng đất. Thì trong thời gian giữa hai tập, mình cũng đã farm hai con Phantom để có thể kiếm được những cái mảnh lòng đất. À, chúng ta cùng xem là thì chúng ta có tận 24 mảnh lòng đất luôn. Ok. Và chúng ta đã chế tạo được đá di chuyển và đủ một bộ 6 viên đá di chuyển giờ đặt vào đây đã. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cần phải xây một cái cổng, sau đó chúng ta sẽ lắp những cái mảnh này vào. Thì để có thể xây được cái cổng đơn giản nhất thì chúng ta sẽ cần 10 10 gì ta, hình như là cần 10 10 cái cổng đúng không nhỉ. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cần rất nhiều xô luôn. Ok, bên này có gì không ạ? Không có gì cả, không có gì cả luôn. Ây da, ấn gì đây? Trời ơi, nhìn chiếc các kiểu lộn hết trong ngoại lên. Ok, chúng ta sẽ chế tạo những cái xô. Thì mấy cái xô đâu rồi? Xô chế tạo của gì ta? Trang bị à? Máy móc này. Ồ, ai xô sắt à? Đúng không? Rồi, cần xô sắt đúng không? Cần đá lam à? Cần đá lam à, quay sắt, đá lam. Ủa, đá lam này nhiều vô kể các bạn ạ. Nhiều phải gọi là không cần biết nhiều bao nhiêu luôn. Ok, lấy một ít que đã. Mình cần những cái que. À, cần 10 cái xô các bạn ạ. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái xô chưa? 10 cái rồi các bạn này. Cất mấy này lại đây đã. Rồi, sau đó chúng ta sẽ xuống dưới phía dưới đấy, gọi là xuống phía dưới đấy các bạn ạ. Chính xác là xuống phía dưới đấy. Ấy, từ từ. Trước khi xuống phía dưới chúng ta cần một xô nước đã. Ủa, mấy quá trời tối rồi. Buổi tối thì phải đi ngủ chưa đã. Ấy, hay thật. Cái skin này này, đó, skin này này rất là cute luôn. Khẩu trang luôn. Rất là phù hợp cho cái đợt mùa dịch Covid này. Đó, hơn thế nữa. Nó có cái phần nút đi chân này đó chứ. Khi chúng ta chạy này nó có cái bước chân này. Thì cái skin này hình như là đang được phát miễn phí cho các bạn. Nên các bạn nào chưa nhận được thì nhớ vào nhận nhé. Ok, xuống dưới này đã. Lâu quá. Đúng rồi, chúng ta sẽ cần kiếm một cái hồ lava. Hồ lava bên nào ta? Như bên này này. Mình nhớ hôm trước mình có đi xuống dưới đây có rất nhiều hồ lava bên này luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ cần kiếm 10 viên 10 viên đá gì nhỉ? Đá đen ấy, gọi là đá gì ta? Hắc diện thạch à? Không biết được như nào nữa. Nói chung là cứ qua đây đã. Tối om này. Trời ơi. Ok, chúng ta sẽ phải đi tìm. Tìm xem nào bên này được cột rồi. Thì trước có anh thổ dân canh chừng dữ quá, mình không dám qua luôn ạ. Bên này thì cũng đừng cột luôn. Vậy thì chúng ta sẽ phải đi về gặp anh thổ dân ạ. Gặp anh thổ dân. Trời ơi. Trời ơi, các anh này. Có nhẹ này nữa. Con điện này gọi con cún các bạn ạ. Đâu rồi, xuống dưới này rồi. Bên này, cái hang này mình chưa đi khám phá hết các bạn ạ. Vì thế giữa hai tập mình sẽ đi khám phá nốt cái hang này đi. Nhưng mà đầu tiên chúng ta sẽ cần đi xuống sâu hơn, tìm cái phần dung nham à, đúng không ta? Nhưng mà giờ kiếm dung nham kiểu gì đây? Đào thử ở đây xem nào. Lại sử dụng chiến thuật đó, dung nham ở phía dưới rồi. Thế này cũng có dung nham luôn. Thì đi đường nào gần hơn ta? Đi xuống dưới này luôn đi. Bạn phải đào xuống dưới các bạn ạ. Bạn chờ mình một tí nhé. Đào nhanh thôi mà, có mũi khoan đây à? Mũi khoan siêu năng lực, mũi khoan luôn. Xuống dần đây rồi. Đây rồi, chưa gì thấy luôn rồi. Hay quá, hay quá, nhưng mà cứ phải cắn lên đã các bạn ạ.
Nay còn biết đường về chứ? À, cái hang này mình từng xuống rồi. Ui da. Nhiều thứ quá, nhiều thứ quá. Đầu tiên là cứ phải lên trên này lấy cục ngọc lục bảo này đã. Ok, đã hổng tước chưa? Là chúng ta sẽ đào tầm 10 à. Đó. Vấn đề cơ bản là bốc 10 cái xô lava này đã. Chúng ta sẽ cần 10 xô, sau đó chúng ta sẽ đào 10 cục này các bạn ạ. 10 cục nha. Để chúng ta có thể kết hợp được thành một cái đá cổng địa ngục. Nói chung là đá cổng địa ngục. Còn cái kia gọi là cái gì ạ? Lối vào cổng địa ngục à? Đào cái đá pha lê đen này cũng khá mất nhiều thời gian ạ. Các bạn chờ mình một xíu nha. Nó không mất bao lâu đâu. Ô, trăng lên rồi, trăng tròn lên. Gặp anh. Anh kiểu ăn cho vị đâu ạ? À đây ạ. À, anh bán báo chứ. Mình cái mốt kia chỉ có thể là anh bán báo thôi. Không những bán báo, anh cần bán đồ rất là ngon nữa. Đó, mình đã từng mua một cái quật kim cương cho anh đấy với giá tầm khoảng 22 sao thôi. Khá là rẻ luôn. Đó, chúng ta đã gần lên full set rồi. Mình chỉ cần thiếu một cái đôi giày nữa. Thì kim cương nói chung là kim cương giờ nhiều rồi. Không cần chế nhiều đâu. Nhưng mà mình không cần đổi nữa. Lát hồi mình sẽ về mình chế nốt cái giày kim cương nha. Sau đó mình sẽ phụ ma lên thì có thể được cái bảo vệ nhiều nhất. À, 4 viên rồi này, còn 6 viên nữa rồi. Khi nào mình bốc hết lava ở đây rồi mình mang về cái hồ vần nhám nhỉ, mình sẽ làm một cái hồ lava đó. Sau đó mình sẽ làm một thử thách tắm trong lava 5 phút mà không chết. Ghê đấy. Nhưng không biết là có cách nào nhỉ, hình như có đồ ăn chống lửa hay sao ấy. Nói chung là mình sẽ đào nốt đống này về đã. Đó, đây là cục thứ bảy rồi. Đây là cục thứ bảy rồi đấy đúng không? Đào cũng nhanh đấy chứ, không lâu đâu. Đó, bảy rồi, còn thiếu 4 cục, à 3 cục nữa. Sau đó chúng ta sẽ lên lại trên phía trên nhỉ. Mình không biết còn nhớ được lên phía trên không nữa. Mà đi qua một cái mắt đánh dấu được lên. Ok, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Các bạn này đập cái này bằng khúc sắt thì nhìn cũng được đấy, nhưng mà lâu lắm. Nên là đào một kim cương là nhanh nhất rồi đấy. Không biết có cái nào nhanh hơn được không nhỉ? Như thế này oải lắm đấy. Ok, mấy cục rồi, lên xem lại nào. Kìa kim cương đúng không? Tại sao lại có cục kim cương đây? Tại sao lại có cục kim cương ở đây? Hai cục luôn tất ta cả đá lam nữa kìa. Quả quả hóa ra cái hang này mình chưa xuống hết các bạn. Ta 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 ta, nên xem anh bán ba bán đồ gì nào. Mình thấy cục kim cương đó không ta? Anh bán mũi khoan với giá 13. Dầu hắc à? Dầu hắc mình cần không ta? Dầu hắc khối cát tướng, hình như dầu hắc mình không cần đâu. Là mình ra ngoài gì à, ra ngoài biển nhiều mà. Rồi lên đường nào ta, hình như là lên đường à. Lên đường này đúng không? Đúng rồi, lên đường này, lên lấy cái này lên đã đúng nhỉ, đúng chưa ta? Đúng rồi. Ôi, đã đá lam đây, mình thử trên thủ kiếm ít thôi. Ok, đi đường nào nữa nhỉ? Đường này đúng không? Không phải đường này. Đường nào ta? Đây là thuộc xuống không? Đây sao nè? Đúng không ta? Đúng rồi, đó. Mò đường mình đã chuyên gia mò đường các bạn. Ô, gì đây? Không cho lên rồi à? Ok, quay về nhà nào. Nhưng mà nhanh 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 nào, nhanh nào. Đường nào về nhỉ, đừng có lạc đường nữa nha. Không phải đường này, không phải đường này, thề im nhiều quá mất cái mấy đường luôn. Và đường cái này là chính xác rồi này, không thể sai vào đâu được nữa. Nó coi đường nào đường về ta. Điều này đúng không ta?
Nhưng nó được ngày rồi. Không sai đâu được. Không sai vợ đâu được. Đây rồi. Mấy đó nhỉ? Sau đó là đi vòng qua qua đây đúng không nhỉ? À đâu, phải hỏi qua đây, hỏi qua đây. Qua đâu ta? Đây đây, qua đây, qua đây, qua đây, chuẩn cần chuẩn rồi. Mình dài thế mô luôn. Đấy. Lao lên trên lại lào. Cái cầu thang đâu ta? Ở đây. Cầu thang đây rồi. Nhưng mà sao trời lại tối vậy? Đi ngủ thôi nào. Ăn no, rượu say, cơm no, rượu say rồi. Chuẩn bị mở cổng địa ngục nào. Mở cổng xuống lòng đất chứ. Chúng ta lại mở cổng đục. Ngủ nào. Ok, trời sáng, trời sáng, trời sáng. Để xem nào, cổng địa ngục đâu ta? Cổng khối kim cương, khối đa lam, không phải, không phải, không phải, không phải. Cái cổng địa ngục là cổng nào ta? Đây, đây, đây. Không cổng địa ngục. Cần thêm đá viết cổ. Đá viết cổ. Đá viết cổ chế đâu ta? Đánh bại. Đánh bại gì? Đánh bại dung nham hắc long để chế tạo. Có thể kết tinh thành đá. Ủa? Vậy là mình. Ủa? Ồ, từ ra đây. Có nhiều mà. Đây có 4 cục ạ. À. Tôi lắp đá viết cổ này kiếm thôi nhỉ? Thế à, không đủ rồi các bạn ơi, không đủ rồi, không đủ rồi. Từ từ từ, để mình nghĩ lại xem nào. Đá viết cổ này kiếm ở đâu nhỉ? Ô, bể kế hoạch rồi. Tại sao, tại sao? Tại sao mình lại quên mất cái vụ đá viết cổ này nhỉ? Đá viết cổ. Ồ, xem trong kho đồ còn đá viết cổ không? Đá viễn cổ không có các bạn ơi. Ok các bạn, mình sẽ quay lại trong ít phút nha, để mình đi kiếm xem đá viễn cổ đâu nha. Mình quay trở lại rồi đây. Mình đã đi dùng những cái mắt mắt này, mắt gì ta, mắt lòng đất đó, dùng mắt lòng đất để đi kiếm những cái hang động, hang động, những cái nhà lao để có thể kiếm được đủ luôn cái những cái đá viễn cổ này. Ok, mình sẽ có đủ đá viễn cổ rồi. Nên đi ngủ cái đã. Chúng ta chuẩn bị chế tạo cổng lòng đất. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đầu tiên cắt hết bớt mấy cái này đã. Đồ này nọ nọ kia vào đây hết nè. Đồ đắc linh tinh vào đây hết nè. Ok chưa? Rồi ok đấy. Rồi sắp xếp lại đã. Lấy mấy cái xô lava này ra. Lấy cái này ra. Đúng gì không ta? Thiếu phan lên đen, phan lên đen quan trọng thêm thiếu được ạ. Mình đã có 4 cục đúng không? Vậy là mình cần thêm 6 cục nữa. Đúng 6 cục luôn. Và chúng ta đã có cổng lòng đất. Ok. Chắc mình đặt cổng lòng đất lên luôn quá. Ôi trời. Sức mạnh tối thượng. Sức mạnh tối thượng của cái một cục này, một ba nè, một ba nè, một hai nè. Ok ok, đi rồi, đi rồi. Để cắt mấy cái này vào đã. Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đã đến. À, tôi xin tuyên bố chính thức long trọng cắt băng khánh thành tòa cổng địa ngục sang địa. Ồ, khà 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 khà. Okay, các bạn sẵn sàng chưa? Are you ready? Wow, và chúng ta đã vào. Sao bị nhốt ở trong cái phòng vậy? Chúng ta đã vào thế giới ngầm rồi. Từ từ, mình đang cần phải đào này ra đã. Sao lại bị nhốt trong này vậy? Không có đường ra luôn à? Nhốt trong căn phòng. Các bạn ơi, mình đang bị nhốt rồi, mình đang bị kẹt trong một bức tường. Nó tạo cái cổng vô duyên quá. Mình đang đi kiếm đường ra để nhìn thấy được
Ôi mẹ ơi. Thôi nha. Sao nó đang ở tầng bao nhiêu cơ? Tầng 33. Độ cao tầng 33. Vậy là chúng ta còn phải lên trên cao nữa à? Ở đây có muốn đây. Đã phát sáng không? Một đại dương này. Thạch anh này. À Silic chứ. Ở thạch anh. Sao lại? Sao chúng ta lại bị đốt trong căn phòng này nhỉ? Các bạn biết tại sao không? Đúng không? Các bạn biết tại sao thì các bạn comment phía dưới giúp mình nhé. Tại chúng ta đang gặp một cái lỗi là chúng ta bị nhốt trong căn phòng này. Nói chung là hôm nay chúng ta qua được ngục là tốt rồi. Ok, quay trở lại thế giới cũ nào. Để dọn về bề mặt dọn. Ok, và trong ngày hôm nay thì chúng ta đã sang được bên địa ngục rồi. Và trong tập tiếp theo chúng ta sẽ đi kiếm cái hang rồng một. Ok, hang rồng một nha. Sau đó chúng ta sẽ về chuẩn bị đồ đạc, đồ nghề, giáp trụ vũ khí cẩn thận để đánh tiến hành con rồng đầu tiên của series này nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video trang ngày hôm nay, và nếu bạn nào chưa bấm like thì nhớ bấm like, bấm đăng ký cũng như bấm chuông để có thể theo dõi những video mới nhất của Lâm Đăng Ký nha. Bây giờ chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.